Vâng, Tín Hiền chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục với chương trình video thì hôm nay về một số cái mã hàng đồ kim khí này. Em sẽ lên nhanh bác một số mã hàng mới tinh nhá. Về về xong luôn rất nhiều những mã hàng mới này. Đấy, để phục vụ các bác trong cái dịp đầu năm. Đấy, các bác đi làm nghề sửa chữa thứ rồi. Đấy, cho anh em thợ thuyền cũng rất ok luôn nhá. Nhiều mã hàng kim khí hôm nay nhiều mã mới lắm. Đó, thì các bác cùng đón xem video. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đón xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán nhá. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, cái mã hàng đầu tiên thì em lên cho bác một cái sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích không nhá. Đấy, cà lê xích này cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Em đang gửi một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160 ngàn một cây nhá, 160 ngàn một cây, rất là hay. Đấy. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ống đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc là chồng nó cho vào được thì các bác dùng cái này các bác xoáy nhá. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn đấy các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này các bác cạp vào các bác xoáy nhá, rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào đấy, ra cái xích này vào này. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn, rất là dây xích khá là dài luôn. Em sẽ đo bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì nó cũng khá là dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, vào đây này. Đó, các bác gài vào đây. Đấy, cái này nó có ba mắt, khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào chưa? Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này. Để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Cà lê xích nhá, 160 ngàn một cái này. 160 ngàn này, hàng rất xịn luôn. Cầm chắc chắn cực kỳ. Đó. Đây, các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này. Xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây, các bác đợi chút này. Đó đây. Đó đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn. Đấy, những cái đồ vật tròn. Đấy, ví dụ như ống nước các thứ này. Rồi là những cái ống tip nhá, nó hình tròn. Đấy, hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt. Không có những cái đồ để các bác tháo ra, để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em. Rất tiện dụng luôn. Đấy, đây. Đây. Đó. Nó có ba khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160 ngàn. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot đấy nhá. Cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. Đó, 160 ngàn một chiếc này, 160 ngàn. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke gốc nam châm. Cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này. Đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke gốc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ rồi các bác cố định cái phần khung hàn các bác vào, các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàn thì nhiều Camposi. Đấy, lực hít là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu, hít rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hít ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hít ngon lành luôn, hít chặt lắm. Đấy, nó hít khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp đây hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo gốc nam châm nhá. Đấy, đi em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái keo gốc nam châm này. Giá của nó sẽ là 90 ngàn nhá, hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90 ngàn một cái này. Thì các bác khi mà các bác xài, các bác sẽ keo được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi. Các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nha. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây. Đấy, ví dụ các bác xài, các bác có thể dùng để các bác keo một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá. Keo một góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này. Rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể keo góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể keo một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, keo góc 45 độ này các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là keo những cái góc song song.
Đó, keo góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm, đặc biệt là trong anh em thợ hàn đấy, có thứ ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân, chỉ có 90 ngàn một cái thôi. Lên mã thì em xem cái keo góc nam châm nhá, đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan, đang gửi bác là 90k một cái. Đây nó rất là dính, dính mấy cái với nhau này các bạn. 90k một cái nhá, keo góc nam châm. Tiện đây luôn thì em cũng giới thiệu luôn cho các bác anh em thợ thuyền, đó là cái kìm kẹp hàn, hoặc là các bác hay còn hay gọi là cái tay hàn đấy. Đấy, cái tay để các bác kẹp, để các bác hàn xì đấy. Anh em thợ hàn xì thứ giờ dùng rất ok luôn. Đấy, kìm kẹp hàn nhá, em báo giá luôn 100 ngàn, hàng này cũng của Kabushi nhá. Đấy, Kabushi đây, hàng rất xịn xò, ok luôn, mới keng nguyên hộp nhá. Đấy, mới keng nguyên hộp, quả này các bác mua về rồi dùng rất là yên tâm. Đấy, đây nó có đầy đủ phụ kiện thứ bên trong luôn, một con kìm này. Đấy, đầy đủ các phụ kiện là đấu nối lắp này, ốc yếc đầy đủ luôn. Còn đây là cái phần tay kẹp nhá, đấy cái phần kìm này của nó kẹp vào nó rất là chắc luôn các bạn. Đấy, đây cái phần kìm kẹp vào rất là chắc luôn. Đấy, các bác kẹp que hàn cái đồ thứ đây, cái tiếp điểm của nó bằng đồng nhá, nên là khi mà các bác hàn cái tiếp điểm nó đánh lửa tiếp xúc rất là tốt. Đấy, nó không lo nó bị mô ve thứ nhá. Đấy, toàn bộ phần này thì thiết kế bằng nhựa chống cháy. Đấy, nên các bác dùng rất là tâm. Tay cầm thì được bọc cao su chống trơn trượt, đấy rồi là chống giật rất ok luôn. Đó, rất ok, con này kẹp chắc lắm các bạn, kẹp chắc cực kỳ luôn. Đấy, kẹp chắc dã man luôn này. Đó, 100 ngàn một cây thôi. Đấy, đi về các bác luồn, các bác tháo ra đấu dây các thứ vào cho em là ok. Đấy, luồn tháo dây vào, tháo ra đấu dây vào là ok thôi. Đó, giá mà em đang gửi bác đầy đủ cả những cái phụ kiện nhỏ nhỏ bên trong này là một bộ như này là 100 ngàn một cái nhá, 100 ngàn một cái. Con này cái thông số của nó là từ 600A cho đến 800A nhá. Đấy, theo hàng xuất công bố thì đây, từ 600A cho đến 800A. Đó thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm kẹp hàn. Đấy, kìm kẹp hàn. Đang gửi bác một cái tay kìm kẹp hàn nha. Đấy, với giá sẽ là 100k các bác nhá. 100k một cái kìm kẹp hàn nhá, 100k một cái. Hôm nay thì hầu như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền thôi các bác. Tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy, rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá, các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó như này. Nguyên hộp như này luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá, sử dụng cho em là điện điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy, hàng này thì bên em sẽ có bảo hành các luôn nhá, các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá, hàng hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó, một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đây có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ, xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn đó. Đấy, thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay cho bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy, 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giải là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy, thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này, rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đủ đầy đủ, một một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới như hộp như này luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ như này
thì sẽ là 430.000 nhá, 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn nhiệt ống nước đấy, cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây. 1.000W này sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhé, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò, ok, có bảo hành bác luôn, yên tâm nhá. 450.000, 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ Taro đen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro đen trong nhé, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua một bộ này thì sẽ hàng mới nghìn hộp nha. Đấy, hàng mới nghìn hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 2 bộ a 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các nhá. 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này. Đấy, từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy, với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy, thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Taro ren trong nhá, 100.000 một cái bộ này, một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi, các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu một cái đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy, thì cái này thì về rất là dễ xài thôi, đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy, thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy, thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy, nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy, thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhầm vào đây. Đấy, xỏ vào đây, sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn đó. Chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100%, rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này, và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy, cứ không thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy, nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ rồi các bác nói chung là các bác mua về mình nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này, giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng được, rất ok luôn. 30.000 một bộ. Rồi dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về phú bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy, mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2 lạng rưỡi một túi nhỉ, 2 lạng rưỡi một túi. Đây đây này, nó có này, 250g này này. Đấy, 250g. Cái thít dài này thì của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30 các bạn. Size của nó sẽ là size 30. Đấy, thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha. Chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này. Đấy, 143 cái nhá. Đó. Cái này là cái bịch thít dài. Đấy, 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút. Cái này của nó là 20 các bạn, 20. Đấy, 20 nhá, 20 cm. Chiều dài của nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy, vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2 lạng rưỡi luôn. Đấy, túi này một túi là 2 lạng rưỡi nhá. 2 lạng rưỡi, cái túi này là được là đi
226 cái này, đấy, 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2 lạng rưỡi hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá. À cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000 và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã anh em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000, các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy bên em sẽ làm cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái này đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động. Con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn. Các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác coi này. Các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái. Các bác bấm cái này. Đó. À, tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra. Các bác muốn thu vào bấm lên cho em. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn. Các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét. Ô khá là to luôn. Đấy. Các bác đi khoảng tầm 2 3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái. Khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào. Đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi. Đấy, các bác để trong túi sách rồi mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. Đấy, báo giá bác luôn nhá. Lên mã em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Bên em đang có bán một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi. 80k. 80k nhá. Lên mã em sẽ là cái ô dù tự động. Đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tự động nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá. Tiếp tục hàng bên em lại về. Đó, bên em báo giá luôn. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân, dễ mua luôn. Đấy, ai cũng có thể mua luôn. Đấy. 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy, thắt lưng cá sấu. Cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy, hộp vàng. 130.000. Tại sao được gọi hộp vàng thì đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này. Các chi tiết này vàng bên trong này, logo la cốt luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá. Nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này, quá ok luôn. Mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá. Hình cá sấu thương hiệu La Cốt. Còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng ok luôn. Đây, da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó, da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây. Tang mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy, mà giá cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc. À, thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Bộ sản phẩm hàng mới keng các bác nhá, mới keng nguyên hộp nha. Đấy, mới keng nguyên hộp nha. Với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy. Thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn. 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã giúp em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã bút lông dầu này. Đấy, rất nhiều bác hỏi vì cái bút lông dầu này em hay lấy ghi để em viết giá mà. Đấy, em hay ghi để em viết giá ở đây này. Đấy, viết giá cả sản phẩm ấy thì cứ nhiều bác hỏi em bảo là mua cái bút lông dầu này ở đâu, có bán không thì đây. Đấy, tiếp tục về nhá. Lên mã em sẽ lấy cái bút lông dầu. Thì bên em sẽ bán theo hộp nhá. Đấy, một hộp này là 10 bút này. Đấy, 10 bút thì sẽ có giá là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút lông dầu 10 cây. 10 cây bán nhanh bác luôn. Giá sẽ là 50k. Bình thường các bác ra cửa hàng biết thì người ta bán cho bác 10.000 một cây này. Đấy, nhưng các bác mua cả hộp bên em giá nó rất hạt rẻ luôn. Tính ra là gần như là giá gốc luôn đấy. Đấy, 10 cây mà chỉ có 50.000, tính ra là vào có 5.000 một cây thôi. Đấy, bút lông dầu nhá, bút lông dầu. Hàng này thì hàng của Thiên Long nhá, nên là yên tâm. Đấy, đây, hàng của Thiên Long này, đây, hàng của Thiên Long rất xịn sò ok luôn. Nên là các bác yên tâm nhá, dùng viết đậm. Đó.
bút dùng để viết trên nhiều bề mặt này, không độc hại này, đấy, an toàn với môi trường nhá. Đấy, viết trên rất nhiều chất liệu khác nhau luôn, rất ok. Đấy, 10 cây là 50.000 nhá, 10 cây là 50.000. Đấy, lên mã em sẽ cái hộp bút nu dầu. À thì báo luôn là có hai mã màu nhá, một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Thì các bác lấy mã nào có báo nha. Đấy. Màu xanh màu đỏ là đồng giá là cứ một hộp như này là 10 cây là 50.000 thôi nhá. Một hộp là 10 cây là 50.000. Giá rất là bình dân luôn. Đấy, về các bác sử dụng. Đấy, các bác về nói chung là dùng nhiều thứ lắm. Về mình đánh dấu này, rồi là các bác cơ khí đánh dấu và sắt thép các thứ này cũng rất ok luôn. Rồi là các bác thầy cô giáo là viết bảng các thứ rồi. Quá ok luôn nhá. Rồi là các bác ghi giá ghi cả anh em đang sử dụng này cũng ok luôn. Đấy thì một hộp này là 10 cây nhá, 50.000 một hộp. Đó thì sẽ có hai mã màu là một mã màu xanh và một mã màu đỏ nhá. Lấy mã nào thì cứ báo cho em. Lấy màu nào thì báo cho em nhá, để anh em biết lối anh em nhặt cho các bác. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã cây ô dù tự động này. Lên mã anh em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động, con này toàn bộ nó bằng tự động luôn, bấm lên mở xuống tự động luôn, rất ok nhá, rất là hay. Giá anh em báo luôn 80.000 một cái nhá. Đấy, bắt đầu đang vào mùa nắng, mùa mưa nhiều liên tục này. Các bác nên có một cái, hoặc ví dụ các bác đi chơi đi du lịch này, các bác đang vào mùa chơi đi du lịch này, mua cho em, sắm cho em một cái này. Nó rất là nhỏ gọn thôi, chiều dài khi mà thu vào nó dừng ở tầm 40 cm thôi. Các bác cầm đi cầm lại rất tiện dụng. Đấy, mình che nắng, che mưa này. Rồi các bác đi làm ăn các thứ rồi. Đấy, tiện dụng để trong cốp xe hoặc thứ rồi mình mang đi. Đấy thi thoảng ví dụ bất chợt nó có trời mưa trời gió các thứ rồi, hoặc là trời nắng các bác lấy cho các bác che nhá. Trời mưa thì chống nước rất ok, trời nắng thì chống tia UV, tia cực tím nhá, cực kỳ xịn sò luôn. Mà giá là chỉ có 80.000 thôi. Mà ô rất là rộng, ô đường kính 1 mét, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đây, mở ra bác con một cái này, rất chắc chắn, chất lượng dày dẫn luôn. Hàng thì hàng sẽ là hàng gọng kép nhá. Đấy, hàng gọng kép nên có yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đây, em sẽ mở test bác con này. Đấy, các bác chỉ việc bấm lên cho em nhá. Đó, nó sẽ bật lên này. Các bác muốn thu vào này, bấm lên cho em. Đó, thu vào luôn, rất ok, nhanh gọn lẹ nhá. Còn thao tác còn lại các bác chỉ việc thu vào này, ngắn này cho em, thế là xong. Đó, còn bây giờ đây em sẽ mở ra bác con về cái đường kính của nó này. Mở ra này. Đấy, đường kính rất to luôn. Con này đường kính là nó vào khoảng tầm 1 mét nhá. Từ bên này sang bên này là 1 mét nên là nó rất là to, đi khoảng tầm 2-3 người cho em thoải mái luôn. Đấy, chống kêu về tiêu cực tím và rất chắc chắn. Đây, giật cho bác con. Đây, các bác dụ cho em thoải mái luôn. Dụ thoải mái luôn các bác nhé. Dụ thoải mái nó không bong luôn này con này. Đấy, giật thoải mái luôn. Đó, đây, lại thu vào ngon lành luôn. Rất chắc chắn chất lượng nhá. Quá ok luôn. Cái này thì em bán cực kỳ nhiều rồi mà các bác thao tác cũng rất là tiện, đỡ vất vả nhá. Này, mở lên này, thu vào này. Đó, và các bác chỉ việc thu ngắn vào cho em. Thế là xong. Đó, rồi. Mã ô dù tự động nhá, chắc chắn. Rồi là dày dặn 80.000 một cái nhá. 80.000 một cái mã ô dù tự động nhá. 80.000 một cái thôi. Giá rất bình dân mà sử dụng rất là thông minh luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây bút lấy dấu bằng đồng này. Em báo giá luôn. Hôm nay em cũng xả kho cái cây luôn. Bữa trước thì đang gửi bác một cái cây lấy dấu bằng đồng nha. Giá thì 50.000, hôm nay em xả luôn cho bác dễ mua luôn này. 30.000 một cây. 30.000 một cây thôi. Giá rất bình dân mà cái cây này nói chung cực kỳ cần thiết luôn. Từ cho các bác dùng cho đến gia đình này, rồi là đặc biệt cho anh em thợ thuyền này, dùng cũng quá là cần thiết luôn. Đấy, dùng rất cần thiết luôn nhá. Đấy, các bác về khoan đục mình có lấy dấu để các bác đánh dấu cũng rất là tiện dụng luôn. Đây em sẽ bóc một cây cho bác coi này. Toàn bộ nó thân là bằng thân đồng nhá. Đấy, thân bằng thân đồng. Đây là cái phần đầu nhọn này, đầu nhọn. Con này thì nó chiến mọi chất liệu luôn, từ sắt thép rồi là đồ gỗ nhựa các thứ rồi. Đấy, rồi là con này có một cái chức năng rất hay là nó có thể phá được cả kính luôn, rất ok nhá. Các bác bắn vào kính là vỡ kính luôn đấy. Đó, đây phần đầu này. Đấy, rồi là phần đầu nhọn này, thân này, ta du gen hết luôn, chống trơn trượt có nhá. Đây em sẽ bắn test bác coi này. Con này lấy dấu cực kỳ chất lượng luôn, dùng thích lắm. Đây nha, em sẽ lấy dấu lên cái chỗ này có nhá. Đây, cái này thao tác rất là dễ thôi, các bác chỉ việc ấn này, ấn này, đó có dấu luôn này. Đây em làm lại bác một lần nữa nhá. Đây này, cái dấu vừa lấy này. Đó, đây các bác nhìn này, thao tác rất là đơn giản thôi, các bác chỉ việc ấn vào này. Đấy, kêu mình tải cái là xong. Đây, thấy chuẩn không? Đây, làm cho phát nữa nhá. Đây, rất nhẹ nhàng tình cảm luôn. Cái này nó đơn giản lắm mà nó hay lắm. Đấy, đây nhìn này. Đấy, cái này em đang lấy dấu trên sắt thép kim loại nhá. Còn về các bác lấy dấu ở những cái chỗ mà những cái đồ gỗ thứ giờ thì nó còn lún nữa. Đấy, đây đồ gỗ đồ nhựa thứ là còn lún nữa. Đây các nhìn này. Đấy, dấu là to rõ ràng. Đấy, lấy dấu để các bác đánh dấu những cái lỗ để các bác khoan đục các thứ này cũng rất là chuẩn xác chính xác luôn nhá. Đó, rất chất lượng luôn. Đó thì em đang xả luôn cái cây này, chỉ còn có 30.000 một cây thôi. Về các bác chốt nhanh luôn, nói chung là rất cần thiết trong gia đình, rồi anh em thợ thuyền xài con này cũng rất ok. 30.000 một cây nhá, cây lấy dấu bằng đồng.
Tiếp theo thì lên cho bác đó là cái con máy massage đấy, 4 đầu 6 cấp độ, rất xịn sò. Đây, một con máy massage 4 đầu 6 cấp độ nhá. Nó sẽ gồm có là 4 đầu massage, một thân máy này và một con máy này nó sẽ có tổng là 6 cấp độ từ từ mạnh đến từ nhẹ mạnh nhá. Đây, thân máy đây nhá, thân máy này. Đây là phần công tắc này. Đấy thì con này rất là dễ thôi, các bác chỉ việc giữ lì cho em cái nút nguồn này là máy sẽ khởi động, bấm một lần tiếp theo là nó sẽ nảy các cấp độ khác nhau thì nó sẽ báo đèn. Bấm đến đâu nó sẽ báo đèn đấy nhá. Đấy đây, tăng giảm thì các bác bấm một lần, còn nếu các bác muốn tắt thì giữ lì cho em. Tắt thì giữ lì, bật thì giữ lì nhá. Bật tắt giữ lì, còn các bác bấm một lần nó sẽ tăng cấp độ giảm cấp độ nhá. Đây là cái cổng cáp sạc này. Con này thì nó sẽ có một cái lốc pin bên dưới này, như là 3 viên pin 18650 nhá. Đấy, rất trâu bò luôn. Thì về là các bác có cái cục sạc điện thoại, các bác cắm cái dây cáp này vào. Đấy, và các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Đây, ví dụ như nhà các bác về là có cục sạc điện thoại như này này, là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái cổng USB là các bác cắm sạc được cho cái máy này rồi. Đấy thì nếu mà các bác nào chưa có thì mình có thể tham khảo sản phẩm này. Thì ngoài lề một chút nhá, nếu mà các bác muốn mua cái cục sạc Samsung bên em đang bán đây, thì em đang bán một cái cục sạc Samsung 2A nha, 5V 2A nhá, có cổng USB, về các bác có thể cắm sạc điện thoại hoặc là sạc những cái thiết bị như máy massage như vừa nãy em quay là ok. Thì đang bán cho bác một cái cục sạc 2A như này là 30k một cục nhá, 30k một cái cục sạc 2A như này, 5V 2A nhá, công suất là 5V 2A, hàng của Samsung nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, sử dụng cắm trực tiếp vào điện điện 220, sau đó là cái cổng này các bác kết nối với cái chân USB. Đấy, và các bác cắm sạc cho những thiết bị nó dùng nguồn 5V, ví dụ như là cái con máy massage hoặc là ví dụ như là dây sạc điện thoại, các bác cắm vô là các bác sạc rồi. Thì cái củ sạc này đang bán với bác là 30.000 thôi nhá. Đấy, quay trở lại với cái máy massage. Đấy thì con này thì nó sử dụng tích điện nhá, hết pin thì các bác lại sạc vào, và khi nào đầy pin thì các bác lôi ra các bác xài thôi. Nó rất là tiện dụng, dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đấy, 6 cấp độ các bác điều chỉnh ở đây. Còn đi kèm trong hộp nữa thì sẽ có là 4 cái đầu massage khác nhau này, một cái đầu tròn này, một cái đầu hai cạnh này, một cái đầu tù này, đấy, rồi một cái đầu nhọn này. Đấy, nói chung là 4 cái đầu này nó massage rất nhiều vị trí khác nhau. Đấy, còn nếu mà các bác lắp đầu thì đây em sẽ hướng dẫn bác luôn. Bác lấy cái đầu massage các bác muốn massage, ấn vào đây cho, ấn mạnh vào. Đó, ấn vào, sau đó các bác giữ lì này. Đó, máy sẽ khởi động lên. Đấy, ví dụ em để khoảng tầm cấp độ 4 như chẳng hạn này. Đấy, em sẽ test bác độ sức mạnh nhá. Con này cực kỳ khỏe luôn, mạnh lắm đây. Đây đây. Nhìn này. Nhảy như ngựa luôn nhá. Đấy, nhìn này. Con này massage rung người lên luôn đấy nhá. Đây tay chân rung luôn này, nhìn này. Đấy, thấy không? Dã man luôn, thích lắm. Về sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác lấy con này ra các bác massage chân tay người ngậm những chỗ nào đau đớn là các bác massage đi em. Thích cực kỳ luôn. Đấy, rất ok nhá. Báo giá bác luôn nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì một con máy massage này giá hiện tại đang giảm giá đó bác, giá rất tốt, dễ mua luôn. Máy massage hoặc là súng massage đều được nhá. Con máy massage 6 cấp độ 4 đầu massage. Giá thì bữa trước con này đang bán là 200, hôm nay em xả luôn bác, giá rất dễ mua luôn. 150.000 một máy. 150k một con máy massage nhỉ, chỉ 150.000 thôi, giá rất bình dân. Đấy, mua về các bác massage hoặc các bác mua về làm quà biếu tặng cho người thân. Đấy, bố mẹ anh ông bà chị em ra mua về biếu người thân cũng là một cái món quà rất ý nghĩa luôn nhá. 150k một con máy massage nhỉ. Mấy hôm nay mưa nắng thất thường quá mọi người ạ, mà mỗi lần thời tiết thay đổi thì người mẹ mình lại đau ê ẩm. Bố mẹ bạn có như vậy không? Ở nhà thì mỗi lần như vậy mình cũng hay đấm lưng cho mẹ lắm, nhưng đi làm rồi thì chẳng có ai cả. Mình thấy trên TikTok có máy massage hay lắm, để mình cũng mua cho mẹ mình dùng thử. Đây là máy massage cầm tay, gồm 4 đầu massage cho các vị trí khác nhau trên cơ thể, có 6 chế độ rung massage tùy nhu cầu của mỗi người. Đầu tây để đấm cho vùng lưng đỡ nhức mỏi, đầu tròn để massage các nhóm cơ lớn như bắp tay, bắp chân, đầu chữ U massage đốt sống cổ hoặc vị trí phần lưng, đầu nhọn để massage cho lòng bàn tay, bàn chân. Massage cho mẹ mình một lúc mà mẹ mình cứ cười thôi, chắc là thoải mái lắm đấy. Cái này rất thích hợp cho dân văn phòng hoặc những người hay chơi thể thao thì quá phù hợp luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, dùng rất ok luôn. Tổng kết sản phẩm 5 sao luôn. 150k một con máy nhá, máy massage này không nhá. 4 đầu massage và 6 cấp độ massage khác nhau. Đó, mà giá hiện tại đang giảm giá rất tốt luôn đấy. Tiếp theo thì bên shop lại tiếp tục về một cái mã hàng rất là hot hit và bán cực kỳ nhiều bên shop đây. Đó là cái con máy dâu Zandu này, thương hiệu như ông già, rất nổi tiếng luôn và bán cực kỳ nhiều và máy chạy cực kỳ êm, khỏe, cạo ngon, ok nhá. Hàng hãng rất chất lượng luôn. Đây, đấy, nguyên hộp nha, mới kem nguyên hộp luôn nhá. Một con sản phẩm máy cực kỳ chất lượng.
Đấy, các bác bỏ qua những con dao cạo đi. Đấy, mua cho em con máy về các bác trải nghiệm và sử dụng sản phẩm nhé. Đóng trong hộp nhựa rất cẩn thận luôn này. Đấy, có phần bảo vệ bọc lưỡi này. Rồi đây là thân máy này. Đấy, thân máy. Nút on off bật tắt này. Đấy, on off bật tắt nhá. Bên dưới thì sẽ có là cái cổng sạc điện nhá. Con này cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác sạc thôi. Các bác sạc cho em 1 tiếng cho đến 1 tiếng rưỡi là pin nó sẽ đầy, đừng có để lâu quá nhá. Để lâu quá là pin nó sẽ chai và rất nhanh hỏng pin nhá. Đấy, và lúc nào mà các bác xài, các bác cảm thấy là máy nó yếu, nó hết hẳn pin thì các bác mới sạc nhá. Còn cứ đừng các bác sạc liên tục vào. Càng sạc nhiều thì pin nó càng nhanh hỏng ạ. Đấy, nói chung là mình cứ lưu ý những cái sản phẩm ấy thì dùng nó rất là bền, nói chung là của bền tại người mà. Đấy thì các bác dùng, các bác cũng nên lưu ý về những cái sản phẩm mà nó có những cái pin tích điện này. Đấy, để dùng hết hẳn đi bắt đầu các bác đã sạc lại cho em. Nên là dùng như thế rất là bền luôn. Và đi kèm các bác là một cái chức năng rất là hay, đó là cái chức năng tăng đơ nhá. Đấy, tăng đơ thì các bác chỉ việc là ấn đẩy cho cái này lên. Đấy thì sẽ hiện ra cái phần tăng đơ. Bật cho em công tắc lên thì nó sẽ chạy tăng đơ nhá. Và ví dụ như là những cái râu dài thì các bác dùng cái tăng đơ này các bác tỉa cho nó ngắn lại. Đấy, tỉa cho nó ngắn lại. Và bắt đầu là khi mà nó ngắn lại rồi thì bắt đầu là các bác cất chèm cái tăng đơ đi. Và các bác bật máy lên. Đấy, bắt đầu là các bác di. Đấy, di. Những cái chỗ nào mà râu nó cứng, râu nó dài thì bắt đầu các bác chấm nha. Đấy, chấm chấm nha. Đấy, chấm nha. Và những cái chỗ nào mà bắt đầu là râu nó bắt đầu là nó đều đều, nó dễ cạo, nó bắt đầu các bác di. Đấy, con này cái chức năng cạo của nó là dạng lưỡi ngang. Nên các bác cứ di đều tay, di đều tay, di đều tay. Di vừa di các bác vừa gảy, vừa di vừa gảy nhá. Vừa di vừa gảy. Còn những cái chỗ nào mà râu nó dài này các bác chấm chấm nhá. Chấm chấm này. Đấy các bác chấm này. Đấy chấm cho nó giữ lì, chấm không biết nó giữ lì chưa. Đấy. À, máy của râu này các bác cạo là nó cũng cả là một nghệ thuật đấy, chứ không phải là nhiều khi nhiều bác cạo cũng không, có khi các bác cạo không đứt đâu. Đến lúc đó các bác bảo là bán cho bác máy đều hay nha. Đấy, chủ yếu là do các bác bản thân các bác xài, các bác chưa biết xài. Đấy nên là các bác xài thì các bác nên để ý, và các bác xài một thời gian thì các bác sẽ quen thôi. Đó, một con máy cà râu rất chất lượng luôn, mà giá thì vô cùng bình dân hạt rẻ nhá. Rồi lên mã giúp em sẽ con máy cà râu bạc nhá. Máy cà râu bạc hoặc là máy cà râu Zandu. Đấy, thương hiệu mình ông già nha. Giá của nó thì sẽ là 90 ngàn một chiếc máy cà râu nha. Chỉ có 90 ngàn thôi. Giá nó rất là hạt rẻ bình dân. Bỏ ra giúp em chưa đến 100 ngàn sở hữu là một cái con máy cà râu này về. Về các bác xài dùng cực kỳ thích luôn. Đấy, và bên em sẽ có bán kèm thêm cho bác là lưỡi thay thế nhá. Nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm lưỡi thay thế thì bên em đang bán một bộ lưỡi thay thế, cả màng cả lưỡi nhài, là một bộ nhài là 20.000 một bộ nhá. 20.000 một bộ thôi, giá rất bình dân. Hướng dẫn các bác thay lưỡi luôn này. Thì về các bác muốn thay lưỡi thì các bác rút cho em cái này ra. Đấy, rút cho em cái này ra, rút mạnh như này. Đấy, rút ra nhá. Thì đây nó sẽ lộ cái phần lưỡi lên và các bác rút cho em cái này ra. Đấy, thì các bác cái này là cái lưỡi này. Đấy, đây là cái lưỡi này. Thì các bác bỏ cái lưỡi cũ ra, cắm cho em cái lưỡi này vào đây, cắm đây. Cắm phịch cái và thế là xong. Đấy, có thế thôi, rất là dễ dàng thay thế nhá. Đây các bác cắm ở đây, ấn mạnh tay cho em chút này. Đấy, kéo cái tạch cái là khớp vào là xong. Ok, sau đó là các bác lại đậy cái này vào. Đó, và cái màng này các bác muốn thay thì các bác đẩy cho em cái màng này ra. Đây nó có cái màng này. Đấy, đẩy cái màng này ra. Đấy, các bác lại thay cái màng khác vào là xong. Ok. Đấy là các bác bật máy đi là các bác lại xài thôi. Đấy, chỉ việc là sạc pin, xài, và thi thoảng là nếu bẩn thì các bác lấy ra. Đấy, mở ra các bác vệ sinh, lấy cái chổi bàn chải răng các bác quét qua cho em một lượt là xong rồi. Ok. Rồi. 90 ngàn một con máy của dâu nha. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thay thế nữa thì bên em đang bán một bộ lưỡi này là 20 ngàn một bộ nhá. Lưỡi thay thế là 20 ngàn một bộ. Còn nguyên máy không thì đang bán cho bác là 90 ngàn một máy nhá. Đấy, đang bán cho bác là 90 ngàn máy thôi. Giá rất bình dân. Ở đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này để các bác cùng xem và trải nghiệm này. Đấy, các bác cùng coi này. Mua rẻ cạo đấy, không lỗi. Đây, cạo không lỗi hay là lỗi hay không thì anh em có thể xem qua này. Biết cách mua hàng online mà không biết cách sử dụng thì cũng bứt anh em ạ. Và đây một cái máy cạo râu Zandu này. Với cái bộ râu này thì rất nhiều người khi mà sử dụng cái máy này chưa biết cách cạo nếu mà mới mua nhá. Và mọi người có thể nhìn qua này. Đầu tiên là sẽ cạo râu ngắn đi, và khi mà ở bên hông có chức năng gạt lên. Đấy, có nhìn đi, trong video test thì trước khi cạo thì nếu mà râu dài là các bác dùng cái tăng đơ. Các bác tỉa giúp em cho râu nó ngắn đi nhá. Đấy. Khi anh em cạo râu ngắn đi rồi ấy thì bắt đầu là mình mới cạo mảng đấy ngang nhá. Và lưu ý nhá, lưu ý cho bên mình này, khi mà cạo vào mảng đấy ngang mà khi râu nó vẫn dài quá thì anh em phải lưu ý, chứ không phải cứ thế là đè ra cái cạo cũng không được đâu anh em. Nếu mà dài quá thì mình sẽ hơi chấm chấm nhẹ đấy, vừa chấm vừa trườn nó sẽ rất là sạch rồi và không hề đau rát anh em nhá. Máy mà hiểu được cơ chế thì cạo rất là sướng đấy. Ví dụ ở cái chỗ phần này nó vẫn còn dày này thì mình thay vì thế mà mình đi thì nó sẽ là chưa được sạch, nhưng mình chấm vừa chấm mình vừa đi nhé, nó sẽ rất là sạch rồi anh em ạ. Và cái máy này không phải là ai mua về cũng biết cách cạo đâu anh em, còn nếu anh em hiểu được cái cơ chế thì cạo rất là sướng luôn.
nó êm ái ngọt ngào và không hề đau rát da nhá. Quan trọng mình phải hiểu kỹ thuật thôi anh em ạ. Và anh em nào quan tâm đấy, thực tế về cái sản phẩm nhá, các bạn nhìn này, đấy, sau khoảng tầm chưa đến 1 phút luôn, cạo rất sạch sẽ nhá. Đấy thì em đã hướng dẫn các bác cách cạo luôn này. Đấy, các bác tăng đơ đi trước, sau đó các bác cạo, và những cái chỗ nào râu dài, râu nó dày thì các bác chấm chấm nhá. Đấy, chấm cho nó các bác gì, chấm cho nó các bác gì, dùng rất ok luôn. Con này biết cơ chế, biết cách cạo, nó cạo rất sạch, cạo rất ngon luôn. Đó, 90.000 một con máy cạo râu Zandu nhá. Đấy. Chủ yếu là do các bác chưa biết cách sử dụng thôi, chứ còn thực tế thì máy nó không là máy nó không biết cạo đâu. Máy nó cạo còn ngon hơn dao rất là nhiều luôn và dễ cạo hơn rất nhiều luôn các bác. Đó. 90.000 một con máy cạo râu này các bác nhá. Còn nếu các bác muốn mua thêm bộ lưỡi thì đang gửi bác là 20.000 một bộ lưỡi thay thế nhá. Thì các bác muốn mua thêm thì các bác báo nha. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái mã chảo 18 cm, em còn ít nữa em cũng xả kho luôn cái mã luôn. Đấy, giá thì cũng rất là bình dân thôi. Lên mã cho em sẽ cái chảo 18 cm nhá. Con này đường kính của nó sẽ là 18 cm này. Và đây là cái phần quai đi kèm, thì về các bác lắp cho cái phần quai vào thì nó sẽ có quai đi kèm luôn. Đấy, chảo thì được chống dính bên trong bên ngoài luôn. Đây, đều phủ một lớp chống dính bên trong bên ngoài. Đây đây là bên trong này, đây là bên ngoài. Đấy, cái con này nó rất là nhỏ gọn, nó đường kính nó chỉ khoảng tầm 18 cm thôi. Về các bác ví dụ như úp mì với anh ạ này, rồi là các bác dán một vài quả trứng vào đây, rồi là kho gym những cái ví dụ như mắm tép, mắm tôm cái thứ rồi. Đấy, kho gym những cái món nhỏ nhỏ đây cũng rất là ok, rang thịt vậy cũng thoải mái luôn này. Đấy, nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Đây, em đo cho bác về cái kích thước này, đường kính của nó chỉ có 18 cm thôi. Đấy, đây, nhỏ gọn tiện lợi mà rất là hay luôn. Đó. À, đi kèm là cán chảo nha, thì về các bác lắp vào là các bác xài. Bên em gửi đi thì sẽ tháo rời ra tiện làm việc vận chuyển. Còn khi mà nhận hàng thì các bác cứ lắp vào các bác xài thôi. Chảo đi rất là dày, rất là chắn nhá. Dày cực kỳ luôn, cầm cực kỳ nặng tay, chắc tay. Đấy. Báo giá bác luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái chảo 18 cm nhá. Đấy, chảo 18 cm. Bên em đang gửi bác một cái chảo 18 cm này. Giá của nó sẽ là 30k nhá. 30.000 thôi. Bữa trước đang bán là 50.000 đấy. Đợt này em đang xả kho bán này bác luôn. Chỉ có 30.000 một cái nhá. Lên mã em sẽ cái chảo. Chảo đường kính là 18 cm. Đấy, chảo 18 cm này. Giá sẽ là 30k một cái thôi, giá rất bình dân luôn. Đấy, chỉ có 30.000, giá quá ok luôn đấy. Hàng này bên em ôm đồ thanh lý siêu thị được, nó mới có những cái giá nó tốt nhà các bạn. Gừng ngâm chân này, các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái bịch gừng ngâm chân nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi nhá. Một bịch gừng ngâm chân 100 túi về các bác dùng để ngâm chân nhá, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Đấy thì một bịch này là 100 cái túi nhỏ, về các bác chia ra. Đấy, mỗi lần các bác ngâm một hai gói một lần. Đấy, các bác chuyên dùng để ngâm chân nhá. Đấy, rất là có lợi cho sức khỏe luôn. Giá thì em báo luôn nhá, một túi gừng ngâm chân này bên em đang gửi bác giá sẽ là đi 50.000 một túi thôi, chỉ có 50.000 mà các bác là mua được là 100 cái gói gừng nhỏ. Đây em sẽ bóc cho bác một túi này. Đấy, hàng mới nguyên túi này luôn. Đấy, rất là tốt cho sức khỏe, về các bác xài sử dụng rất ok luôn. Mùi cực kỳ thơm, mùi gừng rất là thơm, nó là tinh chất bột gừng, tinh chất bột gừng. Đấy, người ta nghiền ra, người ta sẽ đóng thành túi nhỏ như này. Đấy, để về các bác sử dụng là các bác chỉ việc lấy những cái túi nhỏ là các bác xài thôi. Đó, thì ví dụ các bác mỗi lần các bác ngâm, các bác cứ dùng cho em 1-2 gói nha. Đấy, các bác đun sôi cái nước này lên, thả cái túi gừng này vào, sau đó là các bác pha thêm nước ấm vào. Đấy, sau đó là các bác ngâm trực tiếp vào chân của mình là ok thôi. Đấy, ngâm hoặc là sông đều được nhá. Túi gừng ngâm chân nhá. Một cái túi to nhà là sẽ được là 100 cái túi nhỏ nha. Đấy, 100 cái túi nhỏ này. Cái này thì nó là dạng túi lọc nên các bác chỉ việc thả vào thôi, không cần phải bóc đâu nhá. Chỉ việc tháo thôi, không cần phải bóc ra cả. Rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy đi đây. Một túi này là 100 gói nhỏ nha. Đó, rất là ok luôn. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Rất nhiều tác dụng của cái túi gừng ngâm chân nhá. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, cực kỳ ok luôn. Đây các bác cùng coi này. 6 lợi ích của việc ngâm chân với gừng. Một là giảm đau và sưng. Gừng có tính chất kháng viêm tự nhiên, giúp giảm đau và sưng đối với những người bị đau nhức cơ, sưng khớp hay phù nề ở chân. Hai là kháng khuẩn và chống nhiễm trùng. Gừng chứa nhiều hợp chất có khả năng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và bảo vệ chân khỏi các bệnh nhiễm trùng. Ba là thúc đẩy tuần hoàn. Khi ngâm chân trong nước ấm có gừng, nhiệt độ cao giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sự lưu thông của máu trong cơ thể. Bốn là giảm căng thẳng và căng cơ. Việc ngâm chân bằng gừng có thể giúp giảm căng thẳng, căng cơ sau một ngày làm việc căng thẳng. Năm là giảm mệt mỏi. Tinh dầu gừng có khả năng kích thích tăng cường sự tỉnh táo, giúp giảm mệt mỏi và tăng cường năng lượng cho cơ thể. 6 là tăng cường sức đề kháng. Gừng chứa nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các bệnh tật. 6 lợi ích. Đấy, 6 lợi ích của gừng ngâm chân nhá. Rất nhiều công dụng cho cái túi gừng ngâm chân này. Về các bác dùng để xài, đặc biệt cho các bác người cao tuổi, người già dùng cái túi rất ok, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 50.000 thôi. 100 túi luôn, về các bác xài tẹt bô luôn. Đó, túi gừng ngâm chân nhá, 50.000 một túi. Tiếp theo lên mua một số cái mã hàng xả kho bán nhanh bác luôn này. Đấy, lên luôn cho bác đó là cái con đèn pin nhá, con đèn pin. Cái này thì em báo giá xả kho luôn.
lên mã giúp cho em sẽ là cái cây đèn pin, mã sẽ là cây đèn pin D1 nhá. Bữa trước cây này đang bán là 160.000, và em xả luôn bác, giá thì cực kỳ là dễ mua luôn, 120.000 một con đèn pin D1 nha, 120.000 đấy, bán nhanh xả kho luôn. Một con đèn pin này sẽ gồm có là một chiếc đèn này, một viên pin này, sử dụng pin 18650 nhá. Đây, pin 18650 rất ok luôn này. Đấy, 3.7V này và một cái cọng dây cáp sạc đi kèm rất ok. Đây. À, em sẽ cho bác xem thân đèn này. Đấy, con đèn này cực kỳ cầm cực kỳ chắc chắn luôn, đèn chắc chắn lắm, cầm cực kỳ chắc tay. Toàn bộ thân của nó thân nhôm nhá, rất nhỏ gọn, nó khoảng tầm 20cm thôi, bỏ vừa túi quần luôn. Các bác mang đi mang lại rất tiện dụng luôn. Có thể là kéo dài ra thu ngắn lại này. Kéo dài ra thu ngắn lại là các bác điều chỉnh cái pha to rộng nhá. Đấy, to nhỏ. Phần dây đeo này, dây cáp sạc này. Đấy, con này thì nó sử dụng cái pin 18650, nó là cái pin tích điện nhá. Thì các bác muốn sạc các bác rút ra, sau đó các bác cắm vào đây. Đấy, và cái đầu còn lại là các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy. Nó sử dụng cái nguồn sạc sẽ là cái nguồn sạc 5V. Về các bác có những cái cục sạc điện thoại ấy, các bác cắm trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại hoặc là cái cổng USB 5V ấy, là các bác có thể sạc được cho cái đèn này rồi. Đấy thì hướng dẫn các bác lắp pin luôn nhá. Xoáy cho em lắp đít này ra này. Đấy. Sau đó là các bác lắp cho em viên pin này vào. Đấy, lắp viên pin này vào. Và các bác xoáy cái nắp này vào. Xoáy chặt cho em nhá, các bác xoáy chặt tay cho em nhá. Các bác xoáy lỏng là bật nó không lên đâu. Các bác phải xoáy là nó chặt tay vào. Đấy, xoáy nó khớp gem rồi. Đó đây, xoáy nó khớp gem rồi nhá. Xoáy chặt cho em nhá. Đấy, xoáy chặt. Và các bác bật đèn. Đấy, đây là sẽ sáng lại, đèn rất sáng luôn, con này thì sáng lắm. Con này chế độ sáng hẹp này, chế độ sáng rộng này, nó có điều chỉnh các pha luôn nhá. Đây. Đấy, điều chỉnh các pha này. Đấy, muốn rộng ra thì các bác thu vào, còn các bác muốn cho cái tiết diện sáng nó hẹp vào. Đấy, thì đây, các bác kéo nó dài ra. Đây, là thao tác là các bác chỉnh cái phần đầu này. Đấy, là kéo ra thu vào thì nó sẽ chỉnh cái pha nó luôn nhá. Rất tiện dụng luôn. Các bác muốn ánh sáng rộng, các bác cho ánh sáng rộng ra, muốn ánh sáng hẹp vào nó tập trung trung độ sáng vào để các bác soi xa thì các bác cho nó thu vào nhá. Đấy, con này thì cực kỳ sáng luôn, sáng lắm. Sáng cực kỳ, sáng khủng khiếp luôn, các nhìn này, sáng trắng xóa luôn này. Đây này. Đấy, thấy không? Rất tiện dụng luôn nhá. Mà toàn bộ thân này của nó thân nhôm, tản nhiệt tốt mà lại cầm nó chắc tay. Đấy, mà nó bền, không gì xét nhá. Rất ok luôn, thiết kế thì chắc chắn. Giá thì đang giảm giá xả kho chỉ có 120.000 thôi. Các chế độ sáng này, 1 này, 2 này, 3 này, có cả nháy cảnh báo SOS luôn nhá. Rất ok. Đây. Đấy, đèn rất sáng luôn, sử dụng dòng mắt LED siêu sáng, tiết kiệm điện nhá. Đó thì về thì các bác chỉ việc lắp pin vào là xài thôi. Lúc nào hết pin thì các bác lại cắm sạc vào đây và các bác sạc đầy pin cho nó. Đây, nó có cả cái đèn báo pin đây này. Đấy, hiện tại pin nó đang đầy 4 vạch, đang đầy luôn này. Lúc nào thì hết pin nó sẽ báo cái vạch pin ở đây luôn. Rất ok. Đó. Lên mã thì em sẽ là cái đèn pin D1 nhá, bao gồm là cả cộng dây cáp sạc này, rồi là thân đèn, cả pin đi kèm luôn. Pin 18650 nhá nhá. Pin này thì nói chung là cái pin này thì dễ kiếm, dễ thay. Ví dụ sau này các bác có hỏng thì các bác vẫn có thể mua thêm. Thì bên em cũng đang bán cái pin này. Đấy, nếu mà các bác có nhu cầu mua thêm cái pin này thì bên em đang bán lẻ một cái viên pin 18650 này là 20.000 một viên nhá. Nếu các bác có nhu cầu mua thêm pin để dự phòng, còn không thì sẵn trong hộp là nó có pin sẵn rồi thì các bác không cần mua thêm nữa. Còn nếu mà dùng nhiều muốn mua thêm thì đang gửi bác là 20k một viên pin 18650 nhá. Còn full bộ là đầy đủ, có pin biết sẵn hết rồi, là full hộp nhà là 120.000 nhá, đang giảm giá rất tốt luôn. Đèn pin D1 nhá, 120k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ Sen Inox này. Báo giá bác luôn, bộ này thì giá bình dân cực kỳ mà sản phẩm rất chất lượng luôn. 110.000 một bộ đâu nhá, 110.000. Một cái bộ vòi Sen Inox nha, 110.000 bộ đây. Một bộ sản phẩm sẽ gồm có là một tay Sen này, bằng chất liệu là bằng Inox 304, Su 304 này. Đấy, hàng bãi của Nhật nhá, Osaka, Japan. Đấy, có chữ Osaka, Japan này. Inox 100 luôn, inox rất dày nhá. Con này thì các bác dùng thì siêu bền rồi. Đấy, dùng thì không biết đến lúc nào mới hỏng luôn. Dày dẫn cầm nặng trịch luôn. Đấy, một con tay Sen này. Đi kèm với bác là một dây nhá. Một dây là dây chống gập chống rối nhá. Dây thì cũng sẽ là dây inox luôn. Đấy, dây cũng sẽ là dây inox luôn, và gen của nó toàn bộ sẽ là gen 21 nhá. Toàn bộ là gen 21 luôn, nên là cái kích cỡ này rất là phổ thông, về các bác lắp đặt vào những cái củ Sen nhà mình là quá là ok rồi. Đấy, đây. Sen toàn bộ là Sen 21 đấy. À, gen toàn bộ gen 21 nhá. Về các bác kết nối vào tay Sen nguồn nước nhà mình là các bác xài thôi. Cái này thì nói chung là quá dễ dàng lắp đặt rồi. Những cái chỗ mà kết nối này thì các bác bổ sung thêm cho em một ít cái băng keo non ấy, là nó sẽ tạo độ liên kết chắc chắn mà không bị hở nước, là ok. Đấy, và
vẫn còn nữa luôn, là đi kèm với bác là một cái bộ giá đỡ kèm cả ốc vít luôn. Đây, đây là cái giá đỡ xe này, thì về các bác khoan cho em hai cái lỗ. Đấy, sau đó các bác bắt cái giá đỡ xe này lên tường và đi kèm có cả ốc vít cho bác luôn, rất chu đáo và cẩn thận nhá. Đấy, một bộ nha là 110.000 thôi nhá, 110.000, hàng của Osaka Japan, hàng của Nhật nhá, rất chất lượng luôn, hàng bãi Nhật nhưng mà hàng bãi mới nhá, hàng bãi mới chưa qua sử dụng luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox nhá. Đấy, bộ vòi sen inox, một bộ này là đầy đủ phụ kiện, về chỉ việc lắp vào là sai, là 110.000 một bộ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ vòi sen inox này, sen inox đó, 110k một cái bộ sen inox nha, chỉ 110k thôi, giá rất là bình dân luôn, chất liệu là inox 34. Cái này các bác cứ nhận hàng kiểm tra test nâm châm thứ cho em thoải mái luôn, toàn bộ inox, cả cái giá đỡ này cũng bằng inox luôn này. Đấy, thiết kế rất chắc chắn nha. Đây các bác cùng xem một cái video thực tế về sản phẩm này, test cho bác xem thực tế về sản phẩm này. Nước ra khá là mạnh và rất là mịn luôn. Đây các bác cùng coi này. Đây, tôi không ngờ nước từ vòi sen này lại mạnh đến vậy. Toàn bộ được làm bằng inox 304, gen phổ thông 211, lắp đặt rất đơn giản. Hãy nhìn này, wow, thật tuyệt vời phải không? Nó còn có tác dụng tăng áp, nước cũng rất mịn, tạo cảm giác được massage. Và khi bị bẩn và tắc, bạn có thể tháo ra để vệ sinh. Bên trong còn có lọc bông nữa. Đấy, rất chắc chắn nhá. Đấy, một cái bộ vòi sen, cái bộ vòi sen inox rất ok. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi, chắc chắn chất lượng, lượng nước ra đều khỏe, ok. Đấy, hàng bãi ở Nhật nhá, Osaka Japan. Lên mã nha, sơn cái bộ sen inox nhá, 110.000 một cái bộ sen inox nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ khay, cái khay chữ nhật dạng khay lẻ này. Đấy, thì đợt này về tiếp cho bác cái mã khay lẻ thì em sẽ bán xả kho mấy mã luôn đó, cho các bác dễ mua luôn này. Giá thì báo giá bác luôn nhá. Hiện tại thì bên em nó có hai mã, là một mã khay to và một mã khay nhỏ. Đây, cái con này là khay to này. Đấy, con này là khay to nhá, rất chắc chắn luôn, Su 304. Đấy, rất xịn sò. Con này con khay nhỏ này, đây đo cho bác về kích thước nhá, con khay to này đựng khá là nhiều đấy. Con này chiều dài của nó rơi vào là 25 này, bản rộng của nó vào là 18 này, 18 rưỡi này, chiều cao của nó rơi vào là 4cm nhá, 4cm. Đấy, và đi kèm thì sẽ có là nắp đậy luôn, rất cẩn thận nhá. Về là các bác ví dụ như bảo quản đồ ăn cái thứ này, để trong tủ lạnh này. Đấy, thì các bác cho vào những khay này, rất sạch sẽ, ok luôn, an toàn sức khỏe nhá. Đấy, rồi là ví dụ như là các bác đựng đồ ăn, đồ uống, rồi những cái đồ khô, đồ ướt vào đây được hết luôn. Đấy, ướp thịt, ướp thà vào đây, xong mình bỏ tủ lạnh này. Cái con này hay, nó có nắp đậy này. Thứ nhất là ví dụ các bác để ngoài không lo nó bị ruồi chứ các thứ nó bâu vào này. Và thứ hai là ví dụ các bác để nó tủ lạnh ấy, thì mình cũng có thể là chồng lên nhau được luôn. Đấy, vì nó có cái nắp đậy này, các bác chồng nhau thoải mái luôn. Đấy, vừa đỡ tốn diện tích mà tận dụng tối đa không gian của tủ lạnh nhá. Đấy, rồi các thứ ra. Đây là cái khay to nhá. Tiếp theo là khay nhỏ này. Khay nhỏ thì kích thước của nó vào là bản chiều dài của nó rơi vào là 13,5 này, bản rộng của nó vào là 10,5 này, 10,5 này, chiều cao của nó rơi vào là 4cm nhá. Đấy, cũng khá là to tát chắc chắn luôn. Con này thì cũng Su 304, cái này là khay nhỏ nhá, cũng đi kèm là có cả nắp đậy luôn. Đây, đấy, đi kèm cả cái nắp đậy nhựa trong suốt nha. Đó thì em báo giá luôn các nhá, báo giá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhỏ này. Khay nhỏ thì khay chữ nhật nhá. Đấy, lên mã, cứ lên mã cho em sẽ là khay chữ nhật. Đấy, hai mã là một mã to và một mã nhỏ này. Mã to này thì em báo giá luôn, giá thì bữa trước đang bán với bác là 50.000, hôm nay xả luôn với bác chỉ có 40.000 khay thôi, 40k một cái. Còn cái khay nhỏ thì bữa trước đang bán là 30, hôm nay xả luôn với bác còn có 20.000 thôi. Đấy, 20.000. Đấy, các bác lấy cái mã khay nào thì cứ báo cho em nhá. To là 40. Đấy, cái con to tát chắc chắn này 40. Đấy, bác nào dùng nhiều thì mua con này, 40.000 một cái này. Đấy, rất to, đi kèm nắp đậy này. Và cái con nhỏ thì đang của bác là 20. Đấy, bác nào mà dùng ít thì mua con nhỏ này về xài thoải mái luôn. Đó, khay nhỏ thì là 20 nhá, 20.000 một cái, còn khay to thì là 40.000. Lên mã cho em sẽ là cái khay chữ nhật nhá. Đấy, bằng Su 304, rất chắc chắn chất lượng luôn. Về các bác bảo quản đồ ăn, các thứ để trong tủ lạnh, để ngoài cho em thoải mái, nó có nắp đậy này rất yên tâm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5. Em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy, sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá, chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn đó. Toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con cái thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây, nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy,
đèn báo cho từng ổ một luôn nhá. Các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ở đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi. Lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy. À, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá. Akira đây. Akira. Đấy. À, mắc công suất của nó sẽ là 3500W nhá. Sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50 60 hàng này. Made in Japan. Các bác nhìn rõ không? Đó, made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn. Dây này của nó sẽ là dây dài 5m nhá. Dây dài 5m nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác. Dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn. Rất ok. Dây điện khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn. Phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp xem sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá. Ổ điện U5. Em báo giá bác luôn. Đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha. Bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái lô mic hát karaoke. Đấy, của Mỹ đây. Em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. 290.000 một chiếc bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Sure nhá, Sure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần phần đầu này, có nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra xem. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì chả mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Sure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây cái con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng này nhá. Nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy như con này. Nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là dị. Đó. Các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào. Sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi. Quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng riêng chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm. Đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ nọ kia kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phủ ra luôn, mới keo nguyên túi như này này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây. Và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20x50 này. Đó, 1000 mét ấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số. Đấy, nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy. 270.000 nhá, em báo giá luôn 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã cho em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn.
Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy đi chơi đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua treo cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ha. Cái này nhiều dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình là ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này, rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau, đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, dùng rất ok nhá. Lên mã thì em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và ba túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thì thoảng mình lau, hoặc lấy 3 túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, và nhà mình cũng xài luôn. 50k 3 túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua cho em cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi giác sắt, búi giác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần ấy, rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp các thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bác bằng kim loại ấy, các bác dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân, chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp, là hộp tẩy xanh tẩy xong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Uầy, cái kem tẩy xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xong nồi cũng nhá, tẩy xanh tẩy xong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng mà dùng rất là hay luôn. Đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đồ đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng còn tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn. Là các bác biết cái chất tôn của nó nào, cái miếng thép thép của nó là dày dã man luôn. Đây, đấy, có phần quai sách này. Đấy, đây, ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, đấy, 200 cát này, hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở trong này ra, tay các bác cậy lên này. Đấy, sau đó các bác mở ra. Đấy, và các bác mở ra nhá. Dây bên trong đây thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái giòn cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước nôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, mà lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này. Đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó, thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đây,
rất xịn sò, ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi. Kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá. Đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy. Giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá. 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp. Ngon lành các bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn. Khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không? Kêu càng keng luôn, cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá. Nặng hơn 3 cân các bạn, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây. Cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó. Nóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi. Bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá hiện tại bên em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì hiện tại bên em vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn, 320.000 một chiếc và bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. À, dung tích là 2.3 L. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220. Nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhá, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây. Đó, phần đế ấm này. Phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy, Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng hai lớp nhá, bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không lo nó bị nóng các thứ là ra ngoài rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cầm một cái con ấm này chắc chắn lắm ạ, ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này, ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá, là Hikari đó, công suất là 1.500W này, dung tích 2.3 L. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chéo luôn này. Đó, ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái nhau này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari với mức giá là 320.000, mình em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi, điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá, 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su, một cái giòn cao su nhá. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy, và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn, không là lo nó bị trơn trượt nhá. Cái phần mặt cái phần giòn cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính, mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó mới suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó, bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000, mã đá mài A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại vì em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên.
Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 có nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. À, đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giong cao su như này. Đấy, cái giong để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Đó, em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán này bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 30.000 một cái nhá. 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi. Giá nó quá bình dân luôn, các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy. Có phần tay cầm đầy đủ luôn. Bên trong bên ngoài đều chám một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt. Các bác mua về ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Đấy, về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nhỉ, 30k một cái. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua các bác mua này bên em vừa mua vừa tặng được cái sản phẩm này. Giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã nha, em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu. Về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn, 10k một cái nhá, 10k một cái. Thì đây, cái này về rất là dễ xài đó. Đây em bóc cho các bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy theo cái miếng ra này, dán vào đây. Con này cái băng dính, miếng băng dính mặt các bác dán lên tường. Đấy, thì ví dụ cái khe này các bác dùng để mình để điện thoại ở đây này. Đấy, để điện thoại ở đây rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc, các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy, trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn ở đây. À, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để. Đấy, các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k một cái kệ hai dầu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác để điện thoại ở đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dầu đang ở bác là 10k một cái kệ hai dầu nhỉ nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây, một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập, dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm nữa là nó rất là ướt át ở mướt, các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đấy, 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá, một bộ là 100k là chọn bộ luôn, là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá, vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi, là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ, tay xịt các thứ đầy đủ luôn, là 100, chọn bộ như một bộ này là 100.000,
hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây thì em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này. Đấy, của cái bảng mạch này rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác có bật lên không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây. Bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác có cổng USB các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác xài. Con này nó còn có cả đèn báo luôn nhá. Đây có cả đèn báo luôn này. Đấy. Cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung chân iPhone này, đấy chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này. Đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá. Chân này là chân micro USB này và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này thì các bác yên tâm là dùng cực kỳ nô đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc về đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn cho bác mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa xe rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng ở đây. Đấy thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này. Rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy này các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin, sao cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác
có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác sạc. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test bác coi nhá. Đó. Đây. Đó, lên này. Các nhìn này, đấy vẫn còn nước này. Đấy, hàng test vẫn còn nguyên nước này. Đó, nguyên nước luôn nhá. Đấy, rất ok luôn. Đó. Cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Đó, máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn. Đấy, lực phun nó rất là khỏe. Cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này. Đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra. Đấy, về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọ gì đằng nha. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất là ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270k và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây là nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k nhá, 30k cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay, về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy, và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió đấy rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào ấy, thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy, thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhé, không bị lòe ra ngoài. Thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này, vừa nhanh này. Đấy, vừa đun vừa đỡ tốn ga vừa nhanh. Đấy, rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn. Đấy, cái phần muội miếng các thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao dao thoa giữa phần đáy so với phần lửa là nó ít, thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái. Đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng, các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Tổng thì sẽ gồm có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước, róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đun nó vào. Đó thì cái phần nước nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra thì sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy, 6 sản phẩm này. Đây là một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 nha. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã cho em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông hai lớp. Đấy, bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã cho em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhau nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá, dày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ.
Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hot rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hot rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hot rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì tại vì em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá, 160.000 một bộ này, bộ chổi kèm với hot rác nhá, 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Đi về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào, sau đó các bác xài luôn. Đây, nó có cái phần đầu chổi này, đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy, đây dạng đầu cước các bác quét ở môi trường, ví dụ môi trường ở bướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây, nó dạng cước này. Đấy thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết về đây nhá, các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt rũ cho em thoải mái luôn. Đó, đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy, thì về các bác sử dụng và các bác mở cho em này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nhá. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó, về các bác nối cho em vào với nhau. Đó, đây cả cái phần này thế này. Đó, các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hot rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây, các bác nối luôn vào đây cho em. Đó, các bác nối đây cho em nhé. Đó, các bác nối đây. Đó, thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây, khi mà các bác sử dụng, các bác lắp đặt nó sẽ như này. Sẽ gồm có là một chiếc hot jack đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay. Thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hot jack các bác dùng thì các bác hot jack rồi. Đấy, thì các bác dùng những cái phương án cơ bản như thế. Và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho các bác tuốt. Đấy, cho các bác tuốt xem. Đấy, ví dụ dính bẩn thì các bác cho các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy được. Và các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây có thể là các bác dùng chân của các bác dùng tay các bác gạt này chưa. Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây, đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm các bác xách tất này đi, đỡ phải đi tìm nhá. Nhiều khi các bác dọn xong, mình dọn xong rồi chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hot rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chổi này với cái hot rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là ký ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này, các bác quét xong là mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong, đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi hot rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ. Đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nha. Đấy, gặp nha, thành một bộ rất ngon lành luôn. Đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó, là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với hot rác. Đó, các bác mua một bộ mà được hai luôn. Đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có hot rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán thì hết hàng ạ. Đấy, đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó lại bị hết hàng. Thì đây là đấy, nó về thêm cho bác nhá. Đấy, dòng chiếu điều hòa, đấy chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy, nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây, toàn bộ đèn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy, bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy, đây có cả cái mặt dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này, để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm các thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó, đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8. Và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì cũng rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn. Và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi,
Đấy, các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy, nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu đồ à, kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhá. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa. Kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy, đi về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo nha em nhá. Đấy, xem giường bao nhiêu, kích cỡ nhà bác bao nhiêu thì cứ báo nha em. Đấy, lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo nha em, thì em sẽ nhận cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8, bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây. Nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4-5 năm nay, nằm rất bền luôn các nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu. Những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô, rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn. Như con này này, cái dòng chiếu này nó rất là phẳng, đấy, nó rất là phẳng và nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn đó. 1m6 x 2 m8 x 2, bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy, thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá, có cả gối luôn. Thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này, gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học, nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này, rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ, thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế là dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thái học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho em con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Nó nằm rất thích. Mà cái gối này nó rất là to này, các bác có thể lăn bên trái, lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà sản xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thái học nhá, chất gối công thái học. Đó, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thái học nhá. Đấy, gối công thái học này, gối công thái học này thì hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thái học này, nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này, các bác cứ ấn cho em thoải mái, đấy, nó về bình thường luôn, ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay, đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá, đàn hồi rất tốt. Các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá, 120k một chiếc này. Rồi, mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy, thì đây tiếp tục hàng lại về này, dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn các bạn. Cái phần bản ghế nó rất là to, các bác ngồi bình thường là các bác mua những ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bàn ghế rất là to. Đây em đo cho bác này, cái đường kính bàn ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó, con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá, thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Rồi, ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ này, môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn sống ở giữa này, nên khi bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy, mà không lo nó bị vẹo vào nhà nó coi nhá. Còn đây phần trên này của nó này, đấy, có thiết kế dạng lồi lồi này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng, không bị nóng. Đấy, đây bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá, ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá, 50.000 đây em
đo đây bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp, giáp các thứ này, đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này, một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này, mà thứ hai là một ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá, dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là thỏa cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. À, nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chắc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều, mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi, thì các bác dùng để vá vào vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay nhưng ủng hộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên nhanh bác luôn, đó là cái lọ keo đa năng. Đấy, cái lọ tiếp keo đa năng bên em đang bán một lọ tiếp keo đa năng này với giá sẽ là 20k một hộp nhá. 20k hộp keo đa năng nha, và các bác lấy 3 hộp thì sẽ là 50k. 3 hộp là 50k, còn các bác mua lẻ một hộp thì sẽ là 20k một hộp nhá. Một típ keo này thì sẽ có trọng lượng là 60g, các bác dính cho em các loại vật liệu luôn. Đấy, lên mã em sẽ là keo đa năng nhá. Nghe nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính nano nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su. Dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Cái lô đèn pin của cảnh sát Nhật nhá. Đấy, Polikia này, Made in Japan. Đó, tầm chiếu xa từ 800 rồi 1200m các nhá. Đấy. Con này thì tổng quan với cái thiết kế nó rất hay. Đấy, các bác có thể là vừa xách tay này. Đấy, ngoài ra có thể được cầm như này các bác soi. Đó, dùng rất tiện. Con này thì đa chức năng, các chế độ sáng luôn nhá, các chế độ sáng luôn. Đấy, đèn pin đa chức năng luôn nhá. Cực kỳ xịn sò, chắc chắn nhá. Đấy, vỏ ngoài của nó là dạng thân nhựa này. Phần đây là dạng cao su non này. Đấy, nên là các bác có bị rơi thoải mái nhá. Đấy, con này các bác có thể rơi chống sốc thoải mái em luôn. Đấy, rơi chống sốc thoải mái nhá. Cái phần này của nó là phần đệm cao su này. Đấy, nên là các bác rơi thoải mái không vấn đề gì nhá. Đây. Đấy, con rơi thoải mái vì đệm này của nó là dạng đệm cao su. Đấy, rất chắc chắn nhá. Các bác nhìn cái dàn led của nó này. Quá đẳng cấp luôn. Đấy, đây. Đây là một cái con led chip nguyên này. Đó, con đây là một cái giải led rất rộng, rất to. Nên là các bác nhìn cái giải led đã thấy là độ sáng nó kinh khủng nha. Đấy, giờ tí nữa sẽ test cho bác xem. Đó, con này đây, tổng quan của nó sẽ có một cái tay sách nha. Đấy, và những cái màu xanh rất đặc trưng nhá. Nó kết hòa cùng, kết hợp là những cái màu đen xám. Nó màu đen xám nhá. Ở đây thì nó sẽ có là một cái thanh báo pin này. Đấy, một cái thanh báo pin. Đó, và đây là cái phần công tắc này.
đấy công tắc nhá. Đấy, còn đây là một cái chân sạc nhá. Đấy, một cái chân sạc. Một cái chân sạc. Chân sạc này đi kèm thêm, đi bên kia em sẽ có kèm thêm dây sạc cho mình. Đấy, có kèm thêm dây sạc. Về các bác cắm cục sạc điện thoại nhà mình ấy là các bác dùng ngon lành luôn. Đấy, cắm vào cục sạc điện thoại là các bác sạc pin ngon lành luôn. Ngoài ra thì ở đây nó có một cái cổng USB này. Đấy, để khi mà điện thoại hay là các bác dùng những cái thiết bị có cổng USB các bác bị hết pin ấy thì các bác cắm vào đây để các bác làm sạc dự phòng nhá. Đấy, làm sạc dự phòng. Nó cực kỳ ngon, xịn sò. Đấy, rất chất lượng luôn. Em sẽ đo về cái phần kích thước nhá. Con này thì nó không to quá, không nhỏ quá, nói chung là rất là vừa. Các bác có thể là mang đi làm rồi mang đi chơi. Đó, hoặc là mang đi du lịch, mang đi picnic. Đấy, hoặc là nhiều khi các bác có những cái đêm tiệc ngoài trời các bác dùng cái con này. Đấy, picnic như là hoạt động ngoài trời các bác mang con này cho em. Rất là chất lượng luôn. Rồi các bác có thể là mang đi rừng đi phượt. Đấy, một dạng đèn pin đa năng. Đấy, cầm tay. Rất là vừa vặn này các bác nhá. Đấy, rất là vừa vặn, các bác có thể là xách rồi cầm tay. Rất là tiện luôn. Đó, em sẽ đo về phần kích trước này. Con này thì cái phần tổng chiều dài của nó là đi 18cm nhá, 18cm. Phần bản rộng này, bản rộng nó đây em sẽ đo đây. Bản rộng của nó là khoảng tầm là đi 9,5cm, gần 10cm nhá. Đấy, khoảng tầm 10cm, bản rộng là 10cm. Chiều cao này, chiều cao thì nó là khoảng là đi 13cm nhá. Chiều cao khoảng tầm 13cm. Đấy, chiều cao là 13cm. Nói chung một cái con đèn rất là nhỏ gọn. Đấy, xách đi xách lại dùng rất tiện. Hoặc không thích là các bác có thể cầm như này các bác soi. Đó, con này thì đây, em sẽ mô tả cho bác về cái phần chế độ đèn này. À, đây, đằng trước này thì các bác, bên này thì các bác dùng cái công tắc này, các bác bấm cho em này. Đó, một đèn này, hai chế độ sáng này, đó, ba chế độ sáng. Đấy, nó còn chế độ sáng rộng này. Thì các bác dùng cái con này các bác để này, ví dụ nhà muốn ánh sáng rộng các bác dùng thì các bác để đứng như này, các bác dùng để ăn cơm chẳng hạn này. Đấy, dùng để ăn cơm. Rồi những cái hoạt động mà muốn ánh sáng rộng thì các bác dùng những cái pha đèn cho em. Nó là một cái giải led ở đây, rất sáng nhá. Đây này các bác nhìn này, sáng dã man luôn. Đó, em sẽ lấy để vào quay cho các bác xem luôn. Đó, rồi. Đấy là những cái chế độ sáng của bên này nhá. Đấy, bên này. Còn các bác quay sang thì bên này nó sẽ có này. Bên này sẽ có là một chế độ đèn sáng rộng này. Đấy, đèn sáng rộng đây em sẽ tắt này đi nhá. Đó, đèn sáng rộng này các bác nhìn này. Đấy, đèn sáng rộng. Đấy, nhiều khi là các bác muốn ví dụ các bác đá con này lên trần này. Đấy, các bác để này, các bác đá lên trần. Hoặc là các bác để soi xuống này. Đấy, rất sáng nhá. Cực kỳ sáng. Đấy, cực kỳ sáng này. Đấy, ngoài ra là sáng vừa này. Đó, rồi là có phần đèn đỏ nhá. Đấy, như kiểu dạng đèn hồng ngoại nhá. Đấy, hoặc là đèn cảnh báo đấy, đèn cảnh báo nhá. Con này nói chung là đèn cảnh báo thì là nó phù hợp hơn. Ngoài ra thì đây có nháy cảnh báo LED nhá. Đấy, nháy cảnh báo như kiểu là nháy đèn cảnh sát, đèn cứu thương cứu hỏa đấy, thì hay có nháy kiểu đèn này, gọi là đèn nó gọi là đèn nháy cảnh báo nhá. Đấy, nháy cảnh báo. Rồi. Đó thì bên này nó có ba cái chế độ sáng cơ bản, nháy cảnh báo với lại đèn pha rộng nhá. Đó, còn đèn pha xa thì ở bên này. Đấy, đèn pha xa này. Nói chung là một cái con đèn cực kỳ là sáng luôn nhá. Cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn. Đó, cực kỳ sáng và rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, một con đèn cực kỳ sáng chất lượng. Đây. Đó, tổng quan đây. Đấy, có vạch báo pin đầy đủ nhá. Để khi mà các bác hết pin thì các bác chủ động các bác sạc vào. Đấy, chủ động các bác sạc vào. Dùng rất là tiện. Đấy, xách đi xách lại rất là tiện dụng luôn nhá. Đó, cầm nắm rất là vừa tay. Đó, và hàng hai phần đầu này bịt cao su chống sốc chống vỡ rất là ok luôn này. Đấy, các bác rơi thoải mái vấn đề gì cũng đấy, rơi thoải mái vấn đề gì luôn, cực kỳ chắc chắn và ngon lành. Đó thì giờ sẽ ra test thử các xem về cái dòng đèn pin này có nhá. Để mà nói thì cái con này trong những con đèn pin bán thì cái con này em phải nói nó là sáng dã man luôn nhá. Các bác nhìn này, sáng rộng và nó sáng xa có nhá. Đấy, sáng rộng sáng xa có nhìn này. Đây em soi chỉ có một cái đèn bằng một cái đèn này thôi, có nhìn này. Cái vòng nó ra rất rộng luôn nhá, sáng rất rộng luôn này, sáng như ban ngày luôn nhá. Các bác nhìn này, nét cứng luôn. Đấy, điện thoại đang quay mà nét cứng luôn nhá. Đây các bác nhìn này, cột điện này, đấy sáng dã man luôn. Đây đằng này nhá, đây này các bác nhìn này, bờ ruộng bờ giếc sáng dã man, cột điện đằng kia đây, đấy sáng nhìn rõ một luôn nhá. Đây quay xem này, đây các bác nhìn cái bụi chuối này, sáng kinh khủng không các bác, sáng kinh khủng không, sáng dã man luôn, nó rất sáng nhá. Đây rồi bụi cây đây. Các bác nhìn bụi cây này. Con này mà các bác đi rừng đi phượt các bác dùng để soi chim, soi chim, soi cò, soi trên cây này. Sáng dã man luôn nhá. Đây này. Đấy, sáng kinh khủng mà cái pha của nó rộng nhá. Pha của nó rộng nhưng mà nó vẫn rất là sáng nhá. Đấy, nhìn vẫn rất là rõ luôn. Đấy, ở đây ở trong điện thoại thì em nhìn thì nó cảm giác là các bác nhìn thì nó không thật, nhưng mà các bác cứ
mua hàng các bác kiểm tra đấy, các bác soi thử đi em. Em sẽ đổi hành bảo trả cho các bác luôn nếu các bác nào không ưng với cái dòng đèn pin pin này. Em phải đảm bảo là các bác nhận hàng các bác ưng luôn riêng với cái dòng đèn pin này. Nó phải là quá sáng luôn nhá. Đấy rồi đấy, đây là test về cái chế độ pha. Ngoài ra thì đây chế độ đèn sáng rộng này. Chế độ đèn sáng rộng bên cạnh nhá. Đấy cũng rất là sáng nhá. Đấy thoải mái các bác có thể là dùng để ăn cơm ăn nước rồi các bác muốn ánh sáng rộng các bác dùng con này chưa. Đấy rồi đây là ở phần bên này. Đấy em sẽ bật bên này chưa. Đó bật bên này. Đấy bật bên này các nhá. Cũng rất là rộng nhá. Đấy rất là rộng nhá. À con này đây. Em vừa phát hiện ra một cái rất là hay các bác nhá. Khi mà các bác bật thì nó sẽ sáng cả hai bên được luôn. Nghĩa là các bác sáng ở pha này nhá. Pha này. Và các bác dùng sáng ở pha này là hai pha đều sáng luôn nhá. Đấy hai bên đều sáng luôn. Nên là các bác có thể là để như này. Các bác làm chiếu hai bên đấy có thấy chưa? Đấy nó sẽ sáng hai bên như này. Đấy sáng hai bên này luôn này. Đấy rất là đa di năng nhá. Cực kỳ xịn sò chất lượng các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Sáng kinh khủng luôn. Đó. Đây nhá, đây thì em chỉ có dùng một cái con đèn pin thì em đang đi này. Đấy các bác nhìn này. Đây. Các bác nhìn này. Sáng dã man luôn nhá. Đây. Đấy. Đúng như kiểu là đi rước đèn lồng luôn nhá các bác nhá. Đây. Sáng như ban ngày luôn. Đây này. Đấy, đây, các bác nhìn này. Đây chỉ có cầm một cái đèn pin thì thôi nhá. Đây em tắt đi bác xem này. Đây, tất cả cái phần này đi luôn nhá. Đấy. Đấy, có nhé cái báo biết rồi này, tắt đi này. Đấy, tối om luôn nhá. Em bật lên này. Sáng kinh khủng luôn. Các bác nhìn này. Ui giời. Dã man luôn nhá, một cái con đèn thì em phải công nhận nó sáng mà nó sáng rộng luôn nhá. Đây. Đây em sẽ bật cái cam rộng cho bác xem nhá. Đấy, bật cái cam rộng này. Đấy. Bật cái cam rộng luôn nhá. Đó, đây. Đây, đấy. Sáng dã man rộng dã man luôn nhá. Đó đây. Bác cùng ngắm quả tiểu cảnh em này. Đấy, sáng dã man luôn. Đây, chỉ có một cái con đèn này thôi nhá mà nó sáng kinh khủng luôn. Như ban ngày luôn nhá. Đấy. Rồi, đấy về cái dòng đèn pin em nhá. Rồi các bác lên mã giúp cho em là cái siêu phẩm là đèn pin hai đầu này. Đấy, đèn pin hai đầu, lên mã giúp cho em là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu, đèn hai đầu này thì bữa trước đang bán là 350k, hôm nay thì bên em cũng về lô mới bán nhanh các luôn. Giá của nó thì sẽ là đi giá của nó thì cũng rất là tốt luôn, về lô mới này 260k, bên em vẫn sẽ bao ship bác luôn. Đèn ba hai đầu, đấy 350k giá cũ, đấy giá cũ. Giảm nhanh bác luôn, 260.000 một chiếc nhá, bao ship tận nhà. Đấy, đèn hai đầu, đa chức năng, đa nó các kiểu các loại luôn nhá. Đấy, độ sáng cực cao luôn.